Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dân tộc phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ đảng viên có vai trò quan trọng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện các chủ trương chính sách đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chiếm trên 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, sau gần 26 năm tái lập, nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng, đến nay tỉnh Bắc Cạn đã xóa được thôn bản trắng đảng viên, có trên 98% chi bộ thôn sinh hoạt độc lập. Một trong những kinh nghiệm của Bắc Cạn đó là việc chú trọng xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ đảng viên cấp cơ sở ở vùng sâu vùng xa, đảm bảo chất lượng nhiệt huyết đối với công việc, chủ động vượt qua khó khăn, trở thành cầu nối hữu hiệu giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Với đặc thù địa hình rộng lớn, số đảng viên chưa nhiều, thậm chí còn tình trạng chi bộ ghép như ở Nà Bản, Cốc Sơn Lông, Đảng bộ xã Xuân Lạc đã áp dụng thành công mô hình đưa đảng viên của xã xuống sinh hoạt với từng thôn bản. Chị Hoàng Thị Bình, dân tộc Nùng, vốn là một viên chức của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lạc. Thế nhưng hiện chị cũng là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Nà Bản, Cốc Sơn Lông. Công việc của chị không chỉ là những chuyên môn, nghiệp vụ chị làm ở Ủy ban xã, mà hơn thế, đó còn là những buổi đi làm việc, tiếp xúc với bà con tại thôn bản của mình. Được ban chấp hành đảng ủy xã là phân công sinh hoạt tại đấy và cũng là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thì cũng tuyên truyền vận động cho chị em trong các buổi sinh hoạt hội là những cái lợi ích mà khi mà tham gia vào hàng ngũ của đảng và cũng động viên các chị em là phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của đảng. Bằng việc phân công cán bộ lãnh đạo cấp ủy và các ban xây dựng đảng đi cơ sở khảo sát, theo dõi, tham dự sinh hoạt chi bộ nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy chi bộ của tỉnh ủy Bắc Cạn, qua đó góp phần củng cố đội ngũ cán bộ đảng viên cấp cơ sở ở vùng sâu vùng xa, bảo đảm chất lượng, đảng viên nhiệt huyết với công việc, chủ động vượt qua khó khăn, trở thành cầu nối hữu hiệu giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đối với tỉnh Bắc Cạn thì cũng đã có cái quy định là phân công các đồng chí cấp ủy viên để tham gia dự sinh hoạt với các chi bộ. Chính vì vậy mà mỗi đồng chí, mỗi thành viên ở trong cái tổ dự sinh hoạt chi bộ thì ít nhất là một quý phải một lần là xuống chi bộ để dự sinh hoạt. Thế và qua những cái cuộc sinh hoạt đấy thì chúng ta cũng nắm được về cái hoàn cảnh với cái điều kiện của tại cái cơ sở đó, tại thôn bản đó và thậm chí là nắm bắt được những cái nguồn phát triển đảng viên từ đó để chúng ta có cái định hướng và chỉ đạo. Chi bộ ghép Nà Bản, Cốc Sơn Lông hiện có 13 đảng viên thuộc hai bản Nà Bản, Cốc Sơn Lông và 4 đảng viên phụ trách dự sinh hoạt. Được dân trong vùng tín nhiệm, đây đã là nhiệm kỳ thứ hai ông Sầm Phương Nái đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ. Hàng năm, các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hay chương trình giảm nghèo bền vững được xã đặt mục tiêu phải triển khai sâu rộng tới từng thôn bản. Hay khi xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xác định khó khăn về giao thông chính là nút thắt cho sự phát triển của địa phương, thì những người đảng viên tại các thôn bản như ông Nái chính là cánh tay nối dài của chính quyền, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân vượt khó thực hiện chủ trương hiến đất, hiến ngày công làm đường. Với đặc thù là vùng dân tộc thiểu số, ông Nái phải tìm hiểu về đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, qua đó tìm cách vận động cho phù hợp. Thứ nhất là vừa làm cũng là vừa học hỏi kinh nghiệm của các bậc đi trước. Xong là thứ hai là cũng tìm hiểu về những cái tâm tư nguyện vọng của người dân. Xong là mình sẽ nghe người dân nó có nguyện vọng gì và nó cái có những tâm tư như thế nào. Xong là mình biết để mà vận động và theo đúng cái trọng tâm của họ. Suy nghĩ như thế nào thì họ mới có thể thực hiện theo mình được. Với phương châm tạo thế sâu rễ, bền gốc từ cơ sở, những đảng viên nơi vùng núi gian khó đã làm tốt công tác dân vận ở mọi lúc, mọi nơi. Làm sao để giữ vững lập trường tư tưởng cho bà con trong khi nguồn thông tin đến với bà con là rất nhiều. Chọn lọc làm sao thông tin phải khách quan, trung thực, làm sao để bà con ủng hộ các chủ trương chính sách mình vận động luôn là nỗi trăn trở của người đàn ông người dân tộc Dao này. Có khi là mình phải làm nhiều hơn người ta.
thì người ta mới tin tưởng vào mình. Không làm tốt thì người ta đánh giá là mình thành người xấu. Lại cũng có những cái thế đánh giá thế. Nếu mà đã vào đảng thì phải người phải làm thật tốt thì mới được. Cái vai trò về công tác dân vận hết sức quan trọng, được đảng ủy hết sức đề cao. Và đây để mà làm được thì điều này thì đảng ủy cũng đã giao nhiệm vụ cho khối dân vận của xã thường xuyên quan tâm triển khai nhiệm vụ cũng như thăm nắm đối các cơ sở thôn bản trên địa bàn xã nói chung và đặc biệt là đối các thôn bản mà còn nhiều khó khăn để mà làm tốt cái công tác xây dựng tổ chức đảng cũng như phát triển đảng viên. Để làm gì? Để mà phấn đấu phát triển đảng viên ở các thôn đó và tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo cũng như con em được học hành đầy đủ. Buổi chiều muộn nơi vùng núi cao, đường về nhà hơn 10 cây số đường rừng, nhưng ông Sầm Phương Nái vẫn nán lại tại ủy ban xã. Sau buổi họp định kỳ, ông lại gặp gỡ trực tiếp người bí thư đảng ủy của xã. Ngoài việc tìm hiểu thêm về những chủ trương phát triển tại địa phương, đây cũng là dịp để ông thay mặt những hộ dân ở bản mình nói lên mong muốn, nguyện vọng cho bà con. Công việc của những đảng viên người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, dẫu có nhiều. Thế nhưng lòng nhiệt huyết, sự cống hiến vẫn luôn ngời sáng ở những con người mang trong mình ý chí cách mạng. Là một tỉnh nông nghiệp, Bắc Cạn có diện tích tự nhiên là hơn 4.860 cây số vuông. Trong đó, đất nông lâm nghiệp chiếm tới 86% diện tích đất tự nhiên. Tận dụng những điều kiện thiên nhiên ưu đãi, tỉnh Bắc Cạn đã chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng từng vùng miền. Thực hiện nghị quyết Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Các chi đảng bộ ở các địa bàn có hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát huy được vai trò xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của các cấp thì đảng bộ trong các năm vừa qua cũng quan tâm công tác chỉ đạo về phát triển kinh tế nói chung, trong đó có lực lượng là đảng viên của đảng bộ thực tế tham gia phát triển kinh tế, từ đó mới có cái kết quả cụ thể là hiệu ứng tốt nhất để các đồng chí đảng viên noi theo và thực hiện. Khởi nghiệp từ nhiều năm trước với nghề làm phở tươi phục vụ người dân trong xã, sau đó nhờ tích cực tìm kiếm thị trường nên sản phẩm của gia đình đảng viên Giá Thị Luân, hội viên Hội Phụ Nữ xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Mô hình sản xuất bún khô của hợp tác xã đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và các thành viên. Năng động, mạnh dạn học hỏi, tìm nhiều cách làm sáng tạo, không những trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, mà chị còn tích cực phát hiện, bồi dưỡng, vận động các quần chúng ưu tú ngay trong hợp tác xã của mình để tu dưỡng, rèn luyện, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đảng chính quyền các cấp là luôn quan tâm tới hợp tác xã. Thì từ đấy là bản thân tôi cũng có một cái động lực để phát triển. Hợp tác xã chúng tôi bước đầu thì cũng khó khăn, họ chưa hiểu về cái thành lập hợp tác xã để làm gì. Lúc đấy thì tôi cũng rất là băn khoăn. Sau đó là tôi mới mời các anh trong thành viên là đảng viên đi vào để làm cái chủ chốt trước. Với một người đảng viên thì chúng ta có thể là luôn luôn để thay đổi cái tư duy, cái cách sống của mình để làm sao để cho bản thân của mình với gia đình của mình để có cái việc làm cho ổn định và để cho anh em ở trong tại địa phương để nhìn vào cái hợp tác xã của mình làm được như thế để mọi người noi theo. Trước chưa là đảng viên thì tôi cũng gia đình tôi cũng là chưa hiểu biết gì nhiều. Từ khi hợp tác xã Hồng Luân thành lập và tôi cũng là một thành viên được tham gia vào hợp tác xã thì cũng muốn là phát triển kinh tế gia đình, đồng thời vận động mọi quần chúng nhân dân để mà hăng hái tích cực phát triển kinh tế gia đình để mà ngày còn có thu nhập ổn định cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh việc đảm bảo phát triển sản xuất cho hợp tác xã, chị Luân, chị Loan cũng như những đảng viên khác trong hợp tác xã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, với vai trò là chủ doanh nghiệp,
chị luôn mong muốn làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú đang trong độ tuổi thanh niên của hợp tác xã sớm giác ngộ, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên trong tương lai gần. Những người đảng viên ở đây thì đã truyền cho em cái cảm hứng, đó là tình yêu quê hương. Em thì rất mong muốn là mình có thể góp một phần công sức nhỏ của mình để cho nông thôn mình phát triển. Việc thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp tư nhân giúp đảng viên, các doanh nghiệp tư nhân thực hiện tốt hơn vai trò xây dựng và lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Cạn, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và là một chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết các kỳ đại hội đảng bộ. Xác định nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đối với những quần chúng trẻ, những quần chúng ưu tú là những người mà có cái khả năng tiếp cận với xã hội nhạy bén, có trình độ văn hóa, trình độ về chuyên môn, thì cấp ủy chúng tôi luôn quan tâm đến cái công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng và giúp đỡ cho các quần chúng đó thấm nhuần tư tưởng và xác định mong muốn được đứng trong cái hàng ngũ của Đảng. Thế từ đó thì sẽ giúp được cho những cái quần chúng trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên, yêu quê hương hơn và muốn phát triển kinh tế xã hội, khởi nghiệp, làm giàu tại quê hương của mình. Tỉnh ủy Bắc Cạn đặc biệt chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất, đạo đức tốt, trình độ văn hóa, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuyển chọn đảng viên nhập ngũ là một chủ trương có ý nghĩa thực tiễn, vừa tăng cường chất lượng chính trị cho các đơn vị lực lượng vũ trang, vừa là nguồn cung cấp cán bộ đã qua thử thách rèn luyện trong quân đội cho hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố, cho các doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chàng trai trẻ Vi Thành Đạt được người dân trong vùng biết tới không chỉ là vị giám đốc thành công với mô hình nuôi cá lồng bè, mà hơn thế, anh còn là một đảng viên năng động, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Là đảng viên dự bị ngay ở năm thứ hai quân ngũ. Xuất ngũ trở về, Đạt chính thức được kết nạp đảng và sinh hoạt tại đảng bộ xã Thượng Giáo. Không chỉ mạnh dạn trong phát triển kinh tế bản thân, Vi Thành Đạt còn tập hợp, tuyên truyền, động viên các thanh niên trong xã làm cùng mình, giúp họ có thu nhập ổn định, giác ngộ nhận thức, mong muốn tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực hơn trong các phong trào đoàn thể xã. Các thanh niên ấy mau chóng trở thành quần chúng ưu tú, tham gia các lớp học bồi dưỡng đảng, phấn đấu sớm đứng trong hàng ngũ của đảng. Vi Thành Đạt mong muốn phát huy tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đi sâu vào sản xuất, phát triển hợp tác xã thủy sản Sông Năng, nâng cao thu nhập cho thành viên và các hộ dân liên kết sản xuất. Một đảng viên trẻ thì tôi cũng chỉ cố gắng quyết tâm để vượt qua khó khăn để đi lên và phát triển kinh tế thôi. Cứ thế là dám nghĩ dám làm thôi. Các cấp địa phương thì ủng hộ rất là nhiều. Có thể thấy, nhờ chú trọng vào công tác đổi mới, triển khai những cách làm sáng tạo, tỉnh Bắc Cạn đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo chất lượng, vừa hồng vừa chuyên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, thời gian qua cùng các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Bắc Cạn đã chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà, tỉnh Bắc Cạn đã xóa được thôn bản trắng đảng viên, có 98% chi bộ thôn hoạt động cách độc lập. Vậy thì kinh nghiệm triển khai công tác phát triển đảng tại Bắc Cạn là gì ạ? Đối với tỉnh Bắc Cạn, khi mà tái lập tỉnh năm 1997, thì toàn tỉnh có khoảng hơn 200 thôn bản chưa có đảng viên. Trước hết, tỉnh đã thực hiện các cái chương trình kinh tế xã hội
như là chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 134, chương trình 35 cho đồng bào dân tộc thiểu số đấy, rồi chương trình 30A. Để những nội dung như vậy thì tỉnh tập trung chỉ đạo là đưa về cơ sở, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn để cho người dân tham gia. Qua những hoạt động phát triển kinh tế như vậy thì phát hiện những nhân tố là những quần chúng ưu tú, họ có nhận thức, sáng tạo, cách làm hay, qua đó cũng là bồi dưỡng và thực hiện các quy trình kết nạp đảng. Cái thứ hai nữa là tỉnh Bắc Cạn cũng đã tập trung chỉ đạo để phát triển đảng, chú trọng cho một là trưởng thôn, hai là trưởng các đoàn thể ở thôn, thứ ba nữa là người có uy tín, và một cái lực lượng nữa là lực lượng công dân là hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương hàng năm. Đây là những cái nguồn mà những cái nhân tố tích cực để phát triển đảng ở cơ sở. Tỉnh cũng đã chú trọng và chỉ đạo cho trung tâm chính trị tổ chức các lớp bồi dưỡng ở các xã hoặc là cụm xã để tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân. Một cái nội dung mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng là mà các thôn mà chưa có đảng viên thì chủ yếu là người dân là mới qua được xóa mù chữ thôi, còn chưa có trình độ đạt theo quy định. Thì với nội dung như vậy thì tỉnh đã tập trung cho việc mà mở các lớp bổ túc. Và như vậy thì những cái đội ngũ như là trưởng thôn, rồi đoàn thể, trưởng đoàn thể ở thôn, rồi những nhân tố tích cực thì cũng đã được thực hiện cái việc mà hoàn thành cái chương trình là tiểu học ở cơ sở. Đây cũng là đủ điều kiện để thực hiện việc mà phát triển đảng ở những thôn bản, ở những trường học mà chưa có đảng viên. Vậy thì mục tiêu phát triển đảng trong thời gian tới của tỉnh Bắc Cạn là gì? Và tỉnh có một chính sách cụ thể nào để hỗ trợ những đảng viên người dân tộc thiểu số trong thời gian tới không ạ? Trước hết phải bàn tới là có chính sách hay không. Thì đây là vấn đề trăn trở của tỉnh Bắc Cạn, đặc biệt là ở các cái cơ sở. Đối với tỉnh Bắc Cạn ấy, thì trên 85% là dân tộc thiểu số, nhưng mà tỷ lệ đảng viên tương đối thấp so với tỷ lệ mà cái dân số là người dân tộc thiểu số đó. Họ là những người vừa là lao động chính ở gia đình, ở nông thôn thì rất nhiều việc để họ tham gia, vừa là mùa vụ, vừa là chăm lo cái phát triển kinh tế của địa phương. Cũng có đề xuất với tỉnh rằng là bằng cái chính sách của tỉnh là hỗ trợ kinh phí để họ đi lại, hoặc là hỗ trợ một phần về hỗ trợ tiền ăn nếu như mà ban ngày họ không về được. Đây cũng là vấn đề đang được nghiên cứu để làm sao đó để vừa mục tiêu số lượng nhưng mà quan trọng là chất lượng. Thì đây là vấn đề mà tỉnh sẽ tiếp tục bàn. Quay trở lại cái việc mà cái phát triển đảng đối với tỉnh Bắc Cạn, xác định tỉnh Bắc Cạn là với truyền thống cách mạng trong người dân Bắc Cạn thì luôn là phải nói rằng là người dân luôn tin tưởng ở đảng và cũng có cái luôn có cái nguyện vọng để đứng trong hàng ngũ của đảng, để được tham gia đóng góp sức của mình vào cùng với tổ chức đảng để trong thực hiện các cái nhiệm vụ của địa phương. Với nội dung như vậy thì tỉnh Bắc Cạn cũng xác định là hàng năm đều đưa ra vào nghị quyết đại đảng bộ tỉnh là tỉnh Bắc Cạn thì một năm phấn đấu thôi, dùng từ phấn đấu kết nạp khoảng 1.000 đảng viên. Cái từ phấn đấu đó không phải không nhất thiết là phải đạt được như vậy, nhưng mà nếu có điều kiện mà quần chúng họ ưu tú mà vừa nguyện vọng nhưng mà đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thì cũng sẽ thực hiện các cái thủ tục để kết nạp đảng. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, công tác phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ba Bể đã có sự chuyển biến đáng kể. Những đảng viên ở đây cũng luôn gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực vận động nhân dân, gia đình, thực hiện phát triển kinh tế du lịch, đi đôi với gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc. Câu chuyện về người đảng viên Nguyễn Thị Hằng tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn là một ví dụ. Thực hiện nghị quyết số 130/NQ-HĐNG ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn về đề án phát triển thương mại dịch vụ du lịch tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025. Trong đó, nhấn mạnh phát triển du lịch cộng đồng,
gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ được huyện Ba Bể xác định tập trung thực hiện. Làm du lịch cộng đồng từ đầu những năm 2000, đến nay đồng bào người Tày ở thôn Bác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Bản Cám của xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể để lại những dấu ấn nhất định trong lòng du khách. Không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên bình an, thơ mộng, cuộc sống bình dị nhưng đầy màu sắc của đồng bào dân tộc nơi đây, mà còn bởi những con người luôn biết cách gìn giữ, phát huy giá trị của văn hóa truyền thống như bà Nguyễn Thị Hằng. Là một người đảng viên là mình luôn luôn là người phải đi đầu trong cái công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Về cái văn hóa dân tộc Tày ở đây thì phải nói rằng là tất cả mọi người đây đều một chung một niềm đam mê và muốn là được lưu truyền, muốn là được giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Tày đây. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những cái khó khăn. Thứ nhất là khó khăn là chị em chúng tôi đều là những người vì yêu mà giữ gìn, thế nhưng mà chỉ là mình tự phát thôi. Đấy, nhưng cái khó khăn ở trong đó là mình chưa có ai truyền dạy. Bản thân là người dân tộc Tày, lại là một đảng viên, bà Hằng luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc vận động cùng bà con địa phương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, làm du lịch xanh, quảng bá văn hóa tới du khách. Bà Nguyễn Thị Hằng thường xuyên có các cuộc họp với các chủ homestay như mình để cùng bàn bạc về cách làm du lịch sao cho vừa thu lợi về kinh tế song vẫn bảo vệ được môi trường tự nhiên. Cũng từ những người chủ kinh tế hộ gia đình ấy, họ lại cùng nhau tập đàn, hát, múa những làn điệu truyền thống của dân tộc mình. Mỗi lần có điều kiện gặp gỡ, ngồi lại, bà không quên giác ngộ tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động lớp thanh niên trẻ ưu tú của xã tu dưỡng rèn luyện để sớm có cơ hội trở thành một người đảng viên như bà. Bản thân em cũng là một đoàn viên thanh niên ở trong xã và em rất là mong muốn để noi theo những tấm gương và học tập thêm những kiến thức cũng như là học tập theo đảng viên như mà cô Hằng thì đang xây dựng nên. Những đảng viên dám nghĩ, dám làm, mang trong mình khát vọng làm giàu, quảng bá hình ảnh quê hương. Khi nhận được những hỗ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền, những khát vọng ấy sẽ sớm được hiện thực hóa. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hằng đang là nguồn cảm hứng cho những thanh niên vùng dân tộc thiểu số, dẫu còn nhiều khó khăn, thế nhưng sẵn sàng vươn lên, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, gìn giữ, phát huy giá trị của văn hóa truyền thống tại địa phương. Câu chuyện về người đảng viên Nguyễn Thị Hằng đã khép lại chương trình Dân tộc và Phát triển ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.